trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay hai chị em mình sẽ làm một món bánh, đó là bánh mochi nhân sầu riêng tươi nha các bạn. Để mình giới thiệu thành phần nguyên liệu để làm ra cái món bánh mochi nhân sầu riêng cho các bạn cùng biết với mình luôn nhé. 100g bột nếp thì mình lấy ra khoảng một tô lơ lở nha các bạn. 100ml sữa tươi không đường, 35g nước cốt dừa, 2 thìa bột mắc, 2 thìa bơ, 1 thìa dầu ăn, 2 thìa đường và 1 ít muối và 1 ít sầu riêng. Cái phần sầu riêng này á các bạn, nhà các bạn nào mà thích ăn nhiều sầu riêng á thì mình cho nhiều sầu, cái nhân nhiều hơn, hoặc là ít thì mình điều chỉnh cái sầu riêng nha các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi dầm cái phần nhân sầu riêng này ra trước nha các bạn. Mình sẽ lấy hột ra các bạn ạ. Cái phần sầu riêng sau khi mình lấy hết hạt ra rồi nha các bạn, thì cái nhân đó mình không cần phải xay đâu các bạn, để vậy mình khi mà mình ăn chúng phải cái nhân nó sợi sợi nhai ăn rất là ngon. Cái phần bơ lúc nãy mình nói giới thiệu là 2 thìa thì còn một ít trong cái thìa này mình nhích luôn nha các bạn. Mình cho vào khoảng một thìa bơ trong đây. Cái phần bơ còn lại này tí nữa mình làm vỏ bánh mochi nha các bạn. Mình sẽ hòa tan cái phần bơ và phần sầu riêng. Các bạn nào mà cái phần sầu riêng á mà mình nêm nếm mà mình cảm thấy nhà mình thích ăn ngọt á, mà cái phần sầu riêng nó chưa được ngọt lắm á, thì mình sẽ cho thêm đường, còn không thì thôi mình không cho thêm đường nha các bạn. Sầu riêng á các bạn thì mình sẽ nhắc lên bếp mình nấu cho nó nóng nóng, cho nó sôi sôi lên xí lăn tăn là mình tắt bếp luôn nha các bạn. Giống như là mình nấu cái phần sầu riêng này cho nó chín thêm. Cái phần nhân sầu riêng mình nấu nó sôi lên như thế này là tắt bếp được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha bột để làm vỏ bánh mochi nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào trong cái chậu to to một tí, cái tô. Mình cho 2 thìa bột bắp vô luôn. Đường và muối mình cho vào luôn. Nước cốt dừa. Sữa không đường mình cho vô luôn. Mình cho vào đây mình tráng cái phần nước cốt dừa nha các bạn. Ít nước và mình tráng cái phần nước cốt dừa hết nha các bạn. Cho bơ vào luôn. Dầu ăn. Mình sẽ trộn đều hòa tan cái phần bơ và dầu ăn vào trong bột luôn các bạn. Mình lấy một ít nhân sầu riêng mình cho vào cái vỏ bánh luôn nha các bạn. Và mình cũng hòa tan nè. Mình dùng cái rây mình để mình rây bột cho nó mịn nha các bạn. Bột rất là mịn luôn các bạn. Mình dùng cái rây dày á các bạn. Mình rây cho cái bột nó mịn hơn. Nó xuống lâu nhưng mà nó mịn các bạn ạ. Cái bột nếp sau khi mình rây mình cho vào cái tô sứ mình mang vào mình hấp nha các bạn. Đúng rồi, mình sẽ cho bột vào mình hấp nha các bạn. Hấp bột này khoảng 25 đến 30 phút nha các bạn, rồi mình mở ra mình xem kiểm tra là bột chín hay chưa nha các bạn nhé. Mình kiểm tra xem cái phần bột nó chín chưa nha các bạn. Bột chín rồi nha các bạn nhé. Mình sẽ tắt bếp. Mình dùng cái màn bọc thực phẩm á các bạn, mình bao cái phần bột lại cho nó không có bị khô nha các bạn nhé. Để nó hơi hơi nguội nguội một chút rồi mình mới đổ ra các bạn. Cái phần bột nếp còn lại á, hồi nãy mình có lấy ra 2 thìa các bạn, thì mình sẽ bắt lên chảo mình rang cho nó chín chín một chút nha các bạn, để tí nào mình làm bột áo. Cái phần bột nếp này các bạn, thì lúc nãy mình lấy ra 2 thìa trong cái phần cái tô lơ lở 100g á, để mình rang cho nó chín, để mình áo qua cái phần bánh mochi đó các bạn ạ.
phần bột này nó hơi nóng nha các bạn, nhưng mà mình sẽ làm nóng. Và cái bột nếp ấy, nó cũng hơi bị dính tay nữa các bạn ạ. Nhưng mà các bạn yên tâm không có vấn đề gì đâu nha các bạn. Mình sẽ đổ ra. Mình cái này mình đeo bao tay vào mình làm nha các bạn. Thì cái bột nó đang còn nóng nóng ấm ấm rồi mình làm nó mới được nha các bạn nhé. Mình cho một tí dầu ăn vào trong cái bao tay này các bạn, cái mâm luôn. Nhíp ra thành từng viên như thế này nha các bạn. Mình làm cái bánh mochi này nè, mình ẹp ra giống như bánh bao á các bạn. Khi mà mình ẹp ra nó cứ đàn hồi nó vô, nó co vào á các bạn, thì mình cứ ẹp ra như thế này rồi mình nhét cái nhân sầu riêng vào. Khi mà mình cứ ẹp ra thì nó cứ co đàn hồi vào, dàn cái mỏng cái bánh ra. Cái miệng ấy, thì mình cứ túm túm nó vào giống như túm bánh bao á các bạn. Cái này á các bạn, cái bột này là bột nếp này, mình mới rang cho nó chín này, mình éo lên như thế này. Mỏng mỏng thôi các bạn ạ. Vậy là mình ra được cái bánh mochi nhân sầu riêng tươi. Mình lần lượt mình làm hết những cái phần bánh mochi này luôn nha các bạn. Để làm xong cái món bánh mochi mà nhân sầu riêng tươi rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức và review cái bánh mochi này cùng với các bạn nhé. Bột vỏ ngoài rất là mềm luôn này các bạn, mềm mịn luôn đấy các bạn ơi. Mùi nhân sầu riêng thì tuyệt vời rồi các bạn. Lần đầu tiên mình cũng làm cái món bánh mochi này và thành công luôn nha các bạn. Vỏ bánh rất là mềm mịn luôn này các bạn. Nhìn rất là muốn ăn luôn. Bây giờ mình sẽ ăn luôn nha các bạn. Mình mời các bạn. Cắn vào các bạn thì cái nhân bên trong chảy ra cái mùi sầu riêng này các bạn. Và cái vỏ bánh thì rất là mềm mà mịn và đàn hồi luôn các bạn. Ăn cái món bánh mochi này cũng là lần đầu tiên mình ăn luôn đấy các bạn ơi. Và lần đầu tiên mình làm cũng thành công tại nhà luôn nha các bạn. Mình tiếp tục mình mời các bạn nữa. Vỏ bánh rất là mềm luôn các bạn. Và cái độ ngọt đấy các bạn, mình cho 2 thìa đường vào cái vỏ bánh á, độ ngọt vừa phải luôn nha các bạn. Còn cái nhân sầu riêng thì mình không có cho thêm đường, vẫn ngọt luôn nha các bạn nhé.
mời các bạn miếng nước. Thì các bạn ơi, mình đã thưởng thức và review xong một cái bánh mochi nhân sầu riêng tươi rồi nha các bạn. Ăn rất là ngon, độ ngọt vừa phải. Cái vỏ bánh thì rất là mềm mịn luôn các bạn. Khi mà mình cắn ra thì cái bên trong sầu riêng chảy ra, cái mùi sầu riêng thơm ngất ngây luôn các bạn ơi. Các bạn nào mà chưa biết làm cái món bánh mochi này các bạn, thì xem cái clip của chị em mình chia sẻ các bạn, thì các bạn cũng sẽ làm thành công ngay lần đầu tại nhà giống như mình luôn đấy các bạn ơi. Và ăn rất là ngon. Các bạn cứ thử một lần làm cho gia đình mình thưởng thức xem có đúng như lời mình nói không hay nha các bạn. Một lần nữa mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai. Bye bye.